Xin chào mừng tất cả anh em hôm nay đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh về âm thanh cổ, âm thanh bãi đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Khôi gửi lời chúc đến tất cả anh em hôm nay sẽ có một ngày mới thật là tuyệt vời. Và trong clip này thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em một đôi loa rất là độc đáo mà Khôi hay bán, đó là đôi loa nhỏ nhất thế giới hay là nhỏ nhất của hãng. Đôi này thì cũng được để trên kệ trưng bày và rất được nhiều anh em dòm ngó. Thì hôm nay có chính thức lên sóng để phục vụ anh em. Thì đôi loa này nó đến từ hãng LOD, là một hãng của Nhật, sau này còn gọi là Hitachi. Hai hãng này nó sáp nhập với nhau, thay đổi cái thương hiệu. Thì dòng LOD có một số đời loa rất hay, ví dụ như HS500, đôi loa lừng danh thế giới. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu một cặp loa độc đáo đến anh em. Cặp này thì nó mang tính chất là sưu tầm nhiều hơn. Còn nói về chất âm thì nó hay, hay ở một cái mức độ là loa nhỏ. Anh em đừng so sánh cái mức giá anh em nhé. Tại vì nó bát nó có 10 xăng thôi, trép thì 2,5 xăng. Nhưng mà nó sẽ hay trong cái dòng mà anh em chơi loa nhỏ nhé. Rồi, bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn anh em cùng xem. Đây anh em, LOD ha. Speaker system HS1 nha. Đó. Thì cái cặp này ở cái mặt trước này là nó bằng nhôm này, nhôm anh em ha, nhôm lưới sắt. Đó. Và toàn thân của nó là bằng gang. Thân gang anh em ha. Đó. Thì mình có thể mở ốc được này. Cái thông số của nó thật là kinh khủng khiếp anh em. Mặc dù là bát 10 xăng nhưng mà nó tới 70W và 8 ohm. Anh em thấy dễ sợ không? Được sản xuất bởi hãng Hitachi nè, đó, LOD Hitachi. Dưới này là cái số series, còn tem luôn anh em ha, 410. Đó. Rồi. Đó là về cái hình thức, cái này là nó bị chày này nè, một chỗ bị chày hoặc bị dơ chứ chùi nha. Cái này mình có thể sơn lại ha, spa lại. Đó, tuyệt vời anh em. Nhìn thôi là thấy khủng khiếp rồi. Đó. Bên này cũng vậy nè. Này cũng vậy ha. Cái cặp này là chắc chắn rồi anh em. Ui dạ, đồ sưu tầm thì Khôi là sưu tầm những cái trùng series nha. Thì đây anh em, cái nắp nó bằng đồng này, cứng lắm rồi nè, nặng. Cái căng nó rất là nặng ha, anh em nhìn dễ thương không? Cái này Khôi tháo đó rồi ha, rất mới ha, rất mới. Toàn bộ cái cặp này, ốc ở ngoài nó sử dụng ốc lục giác anh em. Đây, ốc này ốc lục giác của nó nè ha, lục giác của nó, 4 con ha. Cầm nặng tay lắm nha. Rồi Khôi bỏ đây. Đây mình sẽ xem về cái cấu hình của nó anh em, hay quay ha. Bát giấy gân này là gân mút này. Gân mút này cực kỳ bền luôn. Và nó được sử dụng trong một số dòng loa cao cấp mà nó theo năm tháng nó không thể nào hư. Nó không giống như cái gân mút bình thường anh em. Cái này tên gì Khôi quên mất rồi nha. Cái mũi rất là to. Mũi to có nghĩa là chứng tỏ cái rốn to ha. Nên nó mới đánh có lực được. Anh em lưu ý như vậy. Cái loa mà công suất lớn á là cái rốn này, cái mũi nó phải to ha. Rồi cái chép này nè, khủng khiếp không? Đó. Thì đây là cái cặp loa hạng LOD rất nổi tiếng ở trên các cái diễn đàn cũng như trên nước Nhật. Anh em mà xem vào cái giá bán xuất xưởng cũng như giá hiện tại đang bán tại siêu thị Nhật thì anh em sẽ ngạc nhiên, giật mình nha. Mà thật sự là Khôi cũng ấn tượng về nó nè. Chất âm nó đạt một cái đẳng cấp lắm nha. Bán rất là nhiều, bán hàng trăm cái đôi loa nhỏ rồi. Nhưng mà cái thật sự cái đôi này là Khôi giữ nó lại từ trước, từ trong năm 2020 tới bây giờ. Mà Khôi không bán luôn anh em. Tại vì có cái đợt mà Khôi có cái clip mà 6 cặp á, thì Khôi nghe cái cặp này Khôi quá ưng ý, quá hay, nên Khôi bắt buộc Khôi giữ nó lại nè. Quá kinh khủng lắm, tuyệt vời luôn nha. Đó, thì tí nữa Khôi sẽ test thử anh em cùng nghe. Đánh luôn bolero cho anh em nghe nha. Mặc dù nó nhỏ bắt 10 xăng, nhưng mà Khôi sẽ đánh bolero cho anh em nghe. Chất âm kinh điển nha. Thì thật sự là anh em nào mà sưu tầm á, biết chơi á, thì anh em phải tra cái thông tin nó trước để thấy được cái giá trị của nó. Rồi lúc đó hãy quan tâm, tại vì khi mà Khôi báo giá thì anh em sẽ nói là mắc quá nha. Nhưng mà thật sự là bây giờ anh em mà bỏ tiền để mua một cái đôi này tại bên siêu thị Nhật á, thì không mua được đâu. Giá rất là cao, cao hơn rất nhiều so với Khôi đang bán nha. Thì cái mức giá mà để anh em sở hữu nó thì 5.500.000. Một giá rất cao anh em, cao thật sự, cao chứ không phải thấp đâu. Đó, Khôi cũng nói thẳng với anh em như vậy. Nhưng mà những người sưu tầm thì mình sẽ biết được cái giá trị của nó.
Còn mà nếu như mà những người chỉ chơi bên đơn thuần thôi, chỉ là một người nghe thì chắc chắn rồi thì sẽ khó mà mua được lắm. Đó là Khôi nói thật luôn. Đó nên anh em nào trước khi mua thì nhớ cân nhắc, tìm hiểu trước về cái model này rồi hãy chơi nha. Rồi đây Khôi đã tháo nó ra luôn anh em, phục vụ anh em ha. Thì anh em nhìn cái cụ loa này, kinh khủng khiếp chưa? Đó. Cái cụ loa mà tới 50W, nhỏ xíu thế này, 10 xăng ha. Cái cụ này nó to hơn cái mặt luôn anh em. Đây. Cái cụ này to hơn cái mặt ha. Cái một cụ nó là cái bát nó 10 xăng, cái cụ nó chắc 12 xăng quá nha, 500 này nè. Đó. Thật là khủng khiếp ha. Đó. Rồi, kể cả cái chép cũng vậy anh em. Cái chép mà tới 15W đó anh em. Anh em có bao giờ anh em thấy cái chép 15W không? Kinh khủng khiếp ha. Rồi đặc biệt là cái bộ phân tần. À, anh em nhìn thấy nè. Thiết kế một cái loa nhỏ mà khủng khiếp chưa? Phải bật loa cho anh em xem luôn. Đó. Anh em thấy không? Quá kinh khủng luôn ha. Nói chung là không còn từ nào để diễn tả cho một cái cặp loa kinh khủng như thế này nha. Đó. À, ở sau này là cái cuộn dây nó lồi ra, còn cái phân tần nằm ở trong anh em. Phân tần nó nằm phía trong này nè nha. Phân tần nằm trong. Đó. Kinh khủng khiếp, nói chung là quá đỉnh, quá dữ dằn luôn. À, với cái chất âm này, với cái cấu hình này thì cái mức giá này cũng hoàn toàn là hợp lý nè, thậm chí là phải nói là rẻ luôn ha. Rồi Khôi bổ sung thêm cái phần này để anh em mà có cái cơ hội để mình chiêm ngưỡng nó thêm ha. Rồi. Mà chắc được người yêu.
tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu.